Bạch Thế Tôn do nhân nào duyên nào mà ngài hiện mỉm cười như thế? Phật bảo Ananda, các bí số này trong kiếp tình dụ, ở đời đương lai đều được thành Phật. Đồng danh hiệu là tán hoa đầy đủ 10 hiệu, số thành phần tặng tất cả đều bằng nhau, tuổi thọ của Phật. Cùng đồng 20.000 kiếp, tùy theo ở chỗ nào trời đều mưa hoa năm sắc, do nhân duyên này nên ta mỉm cười. Nếu các Bồ Tát muốn được an trụ tối thắng trụ thì phải trụ bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát muốn được an trụ như lai trụ thì phải trụ bát nhã ba la mật đa. Khánh Hỷ nên biết nếu các Bồ Tát tinh tấn tu hành bát nhã ba la mật đa được rốt ráo thì các Bồ Tát ấy đời trước hoặc từ trong loài người sanh trở lại nơi này hoặc từ trên trời đổ sửa đa sanh lại nhân gian. Vì sao? Vì hai chỗ này dễ hành bát nhã ba la mật đa chẳng phải chỗ khác vậy. Khánh hỷ nên biết như là hiện thấy, nếu các Bồ Tát xương đang tu hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, không đoái hoài đến thân mạng tài sản thì nhất định được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, Khánh Hỷ, nếu các Bồ Tát lắng nghe thọ trì đọc tục, biên chép bát nhã và làm mật đa sâu xa, chỉ dạy khuyến khích rất dịu, khen ngợi chúc mừng thiện nam tử, trụ Bồ Tát thừa, vân vân thì các Bồ Tát ấy quá khứ từng ở chỗ vô lượng chư Phật trồng các căn lành, chứ chẳng phải chỉ ở chỗ thành phần độc giác vân vân. Lại nữa khánh nghỉ, nếu các Bồ Tát tu học bát nhã và làm mật đa chẳng kinh chẳng sợ, thọ trì đọc tụng, buộc niệm tư duy, hoặc pháp, hoặc nghĩa, hoặc văn, hoặc ý đều thông suốt hoàn toàn, tùy thuận tu hành thì các Bồ Tát ấy chính là đang thấy chúng ta là như lai ứng tránh đẳng giác. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu các Bồ Tát nghe thuyết nghĩa thú bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế mà hết lòng tiết hiểu, chẳng hủy bám, chẳng ngăn cản phá hoại, thì các Bồ Tát ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật đã trồng nhiều căn lành cũng được vô lượng bản lành hộ trì. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu các hữu tình có thể trồng các căn lành nơi ruộng phước tối thắng của Như Lai ứng tránh đẳng giác, tuy nhất định chứng đắc, hoặc quả thanh văn hoặc quả độc giác hoặc quả như lai những muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì cần phải thông suốt hoàn toàn nghĩa thu hút sâu xa của bát nhã ba la mật đa không ngăn ngại tinh tấn tu hành các hạnh bồ tát làm cho viên mãn thế nên khánh hỷ ta đem kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa phó trúc cho ông ông nên chính mình thọ trì đọc tụng cho thông suốt chớ để quên mất Khánh hỷ nên biết trừ kinh điển ban nhã ba la mật đa sâu xa này ra, thọ trì các pháp khác mà ta đã thuyết, giả sử có quên mất tội đó còn nhẹ, nhưng đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa không thọ trì đúng, cho đến quên mất chỉ một câu, tội đó rất nặng. Khánh hỷ nên biết nếu đối với kinh điển ban nhã ba la mật đa sâu xa cho đến có thể thọ trì đúng một câu chẳng quên mất thì đạt được phương vô lượng, còn nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thọ trì đúng cho đến quên mất dù chỉ một câu thì mắc tội rất nặng, còn lược phước đồng như trước. Thế nên Khánh Hỷ ta đem kinh điển ban nhã bà làm mật đa sâu xa này ân cần phó chúc cho ông. Ông nên chính mình thọ trì đọc tụng cho thông suốt, như lý tư duy, giảng thuyết, phân biệt, chỉ dạy cho khắp tất cả, làm cho người thọ trì hiểu rõ rốt ráo, văn nghĩa ý thú. Vì sao? vì nếu các bồ tát đối với Hém bát nhã bà làm mật đa sâu xa thọ trì đọc tụng thông suốt rốt giáo như lý tư duy và giảng thuyết phân biệt chỉ dạy rộng rãi cho mọi người giúp cho họ dễ hiểu thì các bồ tát này chính là người thọ trì tạng pháp sâu xa của chư phật quá khứ với vị la hiện tại và thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình khánh hỷ nên biết nếu các loài hữu tình phát tâm ân cần thanh tịnh đang ở chỗ ta muốn đem các thứ đồ cúng dường thượng diệu cung kính cúng dường không mỏi mệt thì nên đối với bát nhã ba la mật đa trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh tấn tu hành như lý tư duy phân biệt rằng thuyết rộng rãi cho hữu tình hoặc biên chép trang nghiêm đẹp đẽ bằng các thứ cung kính cúng dường chẳng nên rời bỏ Khánh Hỷ nên biết, nếu các Bồ Tát cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi bát nhã bà làm mật đa sâu xa, thì chính là hiện tiền cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ta và chư Phật mười phương ba đời. Cái gì nên biết nếu các Bồ Tát nghe bát nhã bà làm mật đa sâu xa phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính yêu mến thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính yêu mến chư Phật quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, quá khứ vị lai hiện tại. Cái gì nếu ông yêu mến ta chẳng rời xa ta thì cũng nên yêu mến chẳng rời xa kinh điển bát nhã bà làm mật đa sâu xa cho đến một câu cũng đừng để quên mất. Khánh Hỷ ta nói nhân duyên phó chú kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế dù trải qua một kiếp cho đến trải qua kiếp số nhiều như các sông hằng cũng chẳng thể hết nói hít tóm lại như ta đã là đại sư của các ông thì bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết cũng là đại sư của các ông như chư phật ba đời là đại sư vô thượng của chư thiên nhân a tốn lạc vân vân thì bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết cũng là đại sư vô thượng của trời người a tốn lạc vân vân trong thế gian các ông thiên nhân a tốn lạc vân vân kính trọng ta thì cũng nên kính trọng bát nhã bà làm mật đa sâu xa. Thế nên Khánh Hỷ ta dùng vô lượng phương tiện thiện xào phó chúc kinh tiền bát nhã bà làm mật đa sâu xa cho ông. Ông nên thọ trì đừng để quên mất. Tà này đem bát nhã bà làm mật đa sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng chư thiên nhân a tố lạc vân vân phó chúc cho ông ông nên chính mình thọ trì đừng để quên mất khánh hỷ này ta trần thật bảo ông có các thiện nam tử vân vân với lòng tin thanh tịnh nếu muốn không bỏ Phật pháp tăng bảo và chư Phật vô thượng bồ đề ba đời thì nhất định chẳng nên rời bỏ bát nhã và làm mật đa sâu xa như thế gọi là pháp của chư Phật chúng ta dạy bảo trao truyền các đệ tử khánh hỷ nên biết nếu có người nào ưa thích lắng nghe bát nhã bà làm mật đa, thọ chỉ đọc tụng thông suốt hoàn toàn như lý tư duy, biên chép giảng thuyết, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều nương vào bát nhã và làm mật đa mà phát sanh. Thế nên này Khánh Hỷ, nếu các Bồ Tát muốn đắc và vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là mẹ của các Đại Bồ Tát, có thể làm cho các Bồ Tát mau chứng Bồ Đà. Khánh Hỷ nên biết, nếu khi Pháp của các Bồ Tát sắp diệt, thì hộ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là hộ trì trí nhất thiết trí của chư Phật Ba Đời, cũng là hộ trì tạo Pháp vô thượng của chư Phật Ba Đời. Khánh Hỷ nên biết nếu các Bồ Tát siêng năng tu học sáu pháp ba la mật đa thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế nên này Khánh Hỷ, ta đem sáu pháp ba la mật đa phó chúc cho ông, ông nên chính mình thọ trì đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật đa như thế là tạng pháp vô tận của chư Phật ba đời. Khánh Hỷ nên biết pháp yếu mà chư Phật Thế Tôn Mười Phương Ba Đời đã giảng thuyết đều là lưu xuất từ tạm pháp vô tận của sáu pháp Ba Lạc Mật Đa. Phật và đệ tử Mười Phương Ba Đời đều lưu vào Tạng pháp vô tận như thế, tinh tấn tu học, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng vô thượng Bồ Đề, đã nhập, đang nhập, sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Lại nữa Khánh Hỷ, giả sử ông vì hạng người thanh văn thừa nói hít pháp thanh văn, do pháp này nên tất cả hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đều đắc quả A-la-hán, thì còn chưa vì ta làm việc của đệ tử. Đối với việc làm của ông ta chưa thật tùy hỷ. Nếu ông có thể vì người Bồ Tát thừa tuyên thuyết một câu pháp tương ương với mát nhã bà làm mật đa sâu xa, thì gọi là vì ta làm việc làm của đệ tử, ta đối với việc làm này rất tùy hỷ lại nữa khánh hỷ giả sử tất cả hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đồng một lúc chứng đắc quả a la hán sự thành tựu các việc phước nghiệp như tánh bố thí chỉ giới tu hành kia thì theo ý ông thế nào có nhiều không khánh hỷ thưa bạch thế tôn rất nhiều phật bảo khánh hỷ nếu có thành văn có thể vì bồ tát tuyên thuyết pháp tương ương với bát nhã bà làm mật đa trải qua một ngày đêm lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay thì vị thanh văn này đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước vì sao vì vị thanh văn này đạt được lượng phước vượt hơn tất cả các căn lành của thanh văn độc giác lại nữa khánh hỷ nếu có bồ tát vì thành văn thuyết pháp thành văn giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới do pháp này mà tất cả đều chứng quả a à la hán thì theo ý ông thế nào bồ tát như thế đạt được phước có nhiều không khánh hỷ đáp bạch thế tôn rất nhiều phật bảo khánh hỷ nếu không có Bồ Tát, vì các hữu tình tuyên thuyết Pháp tương ứng với bát nhã và làm mật đa, trải qua một ngày đêm, lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay, Bồ Tát như thế đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì pháp thí tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, vượt hơn tất cả pháp thí tương ứng với thành văn đồng giác và các căn lành của hai thừa kia. Thánh Hỷ nên biết, nếu các Bồ Tát thành tựu nhớ nghĩ căn lành như thế mà lại thối lui quả vị vô thượng tránh đằng Bồ Đà, thì không có lẽ đó.